Chương 28, đừng bao giờ kiêu căng. Trong luận văn tiến sĩ của tôi về xây dựng mạng lưới, tôi cố gắng đưa vào một số bài học rút ra từ một bậc thầy về nối kết con người. Nhưng tôi sẽ rất thiếu sót nếu không kể một câu chuyện đáng xấu hổ, tuy ngắn nhưng nó dạy tôi bài học quan trọng nhất ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp. Đây là một câu chuyện lưu ý bạn những gì không nên làm và những hành động không nên có. Theo đuổi một mạng lưới mạnh với những người bạn thân không phải là một việc xấu. Nhưng khi bạn càng tiệm cận với những người có quyền lực, bạn có khuynh hướng cũng cảm thấy mình có uy. Đến một lúc nào đó, việc làm quen với những người khác sẽ giảm một cách rất tự nhiên. Một nối kết quyền lực sẽ dẫn bạn đến với những người quyền lực khác và cứ thế tiếp tục. Đây có thể là một hành trình thú vị, tích cực và cũng rất quan trọng. Đừng để sự phú hoa len lỏi trong những hành động của bạn, hay kỳ vọng quá cao, hay tạo cảm giác ban ơn. Đừng cố gắng đạt bằng tiến sĩ về xây dựng mạng lưới, rồi sau đó lại quên mất những bài giảng về những giá trị nền tảng của bạn. Mọi người ai cũng có lần thất bại. Bạn sẽ làm gì khi những cuộc gọi điện thoại trước kia được chào đón giờ không ai thèm nhấc máy lên nữa? Khi tham gia tranh cử vào một hội đồng thành phố New Haven, khi còn là sinh viên năm 2 đối đầu với những người bạn cùng lớp, thì ý nghĩ của một thằng bé tranh cử vào chức quyền địa phương là một cái tin câu khách hết cỡ. Tôi không phải đợi lâu thì cũng có một phóng viên của tờ báo New York Times viết một bài báo. Lúc đó tôi nào biết đâu rằng chỉ cần một bài báo Times thôi đã mang thuật lại cho tôi những bài học đau thương nhưng hữu ích nhất trong cuộc đời. Vì qua bài báo này đã làm nổi giận William F. Buckley, cựu sinh viên nổi tiếng của Yale, người đã sáng lập tạp chí báo thủ National Review và là tác giả của hàng chục quyển sách khác. Tôi tranh cử với tư cách ứng viên của Đảng Cộng Hòa. Đảng Cộng Hòa cần có một ứng viên, và tại Yale họ chỉ chiếm tối thiểu so với những người tự do đi xe Limousine. Và dưới con mắt của thằng bé xuất thân từ gia đình công nhân thép tại Pittsburgh và thuộc dạng người không thành thật và thiếu xét đoán, thật ra tôi đã vẫn còn trẻ và tôi vẫn đang tìm hiểu những khía cạnh nhạy cảm của chính trị. Tôi cảm thấy đồng cảm với tính truyền thống của nhóm Tories tương đối bảo thủ trong trường, và đặc biệt thích những bữa tiệc của họ cũng như sự gắn kết về lãnh đạo và sự ủng hộ của những sinh viên đã tốt nghiệp. Những câu chuyện tôi kể không liên quan đến chính trị, đây là câu chuyện về sự kiêu hãnh của tôi. Và thời đó tôi chưa nhận thức được rằng tuổi thơ của tôi thật sự là một điểm mạnh chứ không phải điểm yếu. Sự bất ổn khiến tôi phải hành động theo những cách khác với mong muốn. Phong cách lãnh đạo của tôi chẳng hạn không mang tính thu hút, trong khi tôi đi từ thành công này đến thành công khác thì tham vọng và quyết đoán của tôi làm nhiều người xa lánh. Tôi chiến thắng được các giải thưởng nhưng không nhìn nhận sự đóng góp của nhiều người đã khiến tôi đi đến thành công này. Kiêu căng quá mức và thiếu khiêm tốn, đó là nhận xét của cha tôi, mặc dù ông không nhiều từ như thế. Tôi phô trương cho những anh chàng ngày xưa tôi phải xách gậy chạy theo rằng tôi cũng không thua kém gì họ. Tôi thua cuộc tranh cử như bạn biết rồi đấy, nhưng trên tờ báo New York Times được nhiều người đọc, và trong đó bao gồm cả những người cho rằng một người ủng hộ Đảng Cộng Hòa Yale là một điều hành. Trong hộp thư của tôi chừng vài tuần sau tranh cử, tôi nhận được một lời nhắn. Tôi rất vui thấy ít cũng có một người theo Đảng Cộng Hòa tại Yale. Đến gặp tôi lúc nào anh rảnh. William Buckley đã bỏ thời gian viết cho tôi. Tôi thật sự như bay lên mây, tôi đã trở thành một người nổi tiếng cho cộng đồng bé nhỏ của mình. Dĩ nhiên, ông Buckley đích thực đã gửi thư mời và tôi chắc chắn sẽ nhận lời. Tôi ngay lập tức liên lạc với ông để hẹn ngày giờ. Ông vui vẻ mời tôi đến nhà và còn đề nghị tôi rủ thêm vài người bạn. Vài tháng sau, tôi với ba người bạn đến. Chúng tôi xuống ga xe lửa Connecticut và được chính ông Buckley đích thân đón trong một bộ đồ bình dân cùng quần kaki bạc màu và áo sơ mi đã sờn. Ông chở chúng tôi về nhà và gặp mặt vợ ông lúc đang làm vườn. Đó là một ngày huy hoàng. Chúng tôi uống rượu với nhau vài ly rượu, nói chuyện chính trị. Ông Buckley chơi vài bản nhạc trên chiếc đàn clavico và chúng tôi sau đó ăn trưa và trò chuyện thật lâu. Sau cùng, ông mời chúng tôi đến chơi trong một chiếc hồ thật đẹp của nhà Buckley với những viên gạch lót nền gợi nhớ bồn tắm La Mã.
Tôi không thể. Tôi không để cho cơ hội trôi qua uổng phí. Tôi ông Buckley không phải là cựu sinh viên Yale duy nhất thất vọng về môi trường chính trị trong trường cũ. Nhiều cựu học sinh khác cũng đã lên tiếng đề phản nàn. Có người còn ngưng hẳn việc đóng góp cho Yale. Tôi nghĩ mình có một giải pháp có thể làm hài lòng cả ngôi trường lẫn cựu học sinh này. Tôi đề nghị, tại sao chúng tôi không tạo ra một quỹ khác cho phép những cựu sinh viên bảo thủ không hài lòng này cơ hội đóng tiền trực tiếp cho những tổ chức của sinh viên đại học đại diện những giá trị truyền thống mà ủng hộ. Yale cũng hài lòng vì nhận được nhiều tiền tài trợ. Những cựu sinh viên bảo thủ cũng hài lòng vì cảm thấy tự hào ngôi trường của mình sẽ được đóng góp xây dựng nó. Các sinh viên cũng hài lòng vì sẽ có thêm nhiều tổ chức đa dạng và thêm tiền cho câu lạc bộ trong trường. Còn gì tốt hơn thì nữa. Thế là tôi trình bày ý tưởng của mình. Ý tưởng này và tôi nghĩ ông Buckley cũng ủng hộ nó. Ông cho biết ông đã thành lập quỹ hỗ trợ một ấn phẩm của sinh viên cách đây vài năm nhưng cuối cùng không được thực hiện. Ông nói, vì vậy tiền vẫn còn nằm trong quỹ và ông sẽ rất vui. Ông sẽ rất vui được giới thiệu ý tưởng của tôi với ban điều hành. Vì quá hào hứng, tôi đã không hỏi thêm cho thật rõ, sợ rằng những điều tốt không kéo dài. Đừng tiếp tục huyên hoa sau khi bạn chắc chắn bạn đã bán được hàng. Ngại ngỡ là thế và tôi nghĩ rằng mình đã bán được hàng. Họ có bao giờ nhắc nhở bạn là phải đảm bảo cả hai bên biết chính xác món hàng là gì và cả hai vẫn giữ lời hứa đó không? Khi tôi quay lại trường, tôi đã không giấu được vui mừng. Tôi khoác lác với tất cả mọi người rằng tôi sẽ là vị chủ tịch của một tổ chức hoành tráng sắp được thành lập. Trời ạ, tôi thật tuyệt vời. Tôi bắt đầu tìm hiểu những cựu sinh viên có thể cảm thấy hứng thú đóng góp cho ý tưởng này. Tôi bắt đầu gọi điện khắp nơi và đến cuối tuần tôi đi New York để trình bày với những cựu sinh viên về một quỹ mới mà William Buckley và tôi sắp thành lập. Bill Buckley đã đóng góp một ít. Ông có muốn giúp chúng tôi thêm không? Tôi hỏi họ. Và thế là họ giúp. Sau mỗi chuyến đi đến New York, đầu tôi càng to thêm khi tôi nhớ lại những người quyền lực và quan trọng đã đóng góp tiền cho tôi như thế nào. Những người bạn học của tôi phải chịu đựng liên tục những câu chuyện khoe khoang về thành công của chuyến đi này. Nhưng không nhanh chóng như rìa gặp gió, cơ hội nổi tiếng của tôi đột nhiên bị chặn lại. Một ngày may mắn nọ, ông Buckley cũng đi thang máy với một cựu học sinh viên nổi tiếng khác đã đóng tiền. Bill, vị này hỏi, tôi đã đóng góp một số tiền tương đương với ông cho một quỹ tài trợ tại Yale. Nghe thế, Bill hỏi, quỹ nào? Sự việc sáng tỏ là ông Buckley không hề nhớ đến cuộc trò chuyện của chúng tôi. Hoặc có thể ông nói một đằng nhưng nghe một nẻo. Hoặc có thể ông nghĩ tôi muốn làm sống lại tờ tạp chí ẻo mạnh nào đó. Nhưng lúc này mọi thứ không còn quan trọng nữa. Ông Buckley chỉ còn nhớ đến tờ tạp chí bị ngâm và lờ mờ là có nhắc đến khởi động lại tại Gia Lai. Ông nói với những nhà hảo tâm khác là ông không hề đầu sáng lập một quỹ bảo thủ nào tại Gia Lai. Và tôi chắc ông nói đúng thực tế. Mọi thứ thế là đi tong. Những lời hứa mà tôi đã xin được bây giờ không còn cơ hội thực hiện vì tôi không có nơi nhận. Ông Buckley không nói chuyện với tôi nữa và quan trọng hơn, tôi rất ngạc nhiên khi những người bạn cùng dự bữa cơm trưa hôm đó cũng hào hứng với tôi tại nhà Buckley đó giờ không chịu đứng ra nói giúp tôi mặc dù tôi đã hết lời năn nỉ họ giải thích. Những gì họ nghe hôm đó, danh tiếng của tôi đã tiêu tan trong mắt một số nhân vật quan trọng. Tôi rất xấu hổ với bạn bè vì đã khoe khoang rồi như săn mối vào vết thương. Ai đó trong tòa soạn nội bộ của Chen Lê nắm được tin này và vẽ một bức tranh biếm họa cho thấy tôi bị thương nặng với những cái tên nặng ký rớt từ trên trời xuống. Đau thế nhưng thật ra cũng đáng cho tôi lắm. Bây giờ nhìn lại, tôi cảm ơn cơ hội này đã cho tôi một bài học. Tôi đã học được nhiều bài học quý giá. Thứ nhất, tôi đã bắt đầu thay đổi phong cách lãnh đạo của mình. Làm được việc không thôi chưa đủ, bạn phải làm được việc và kêu gọi sự ủng hộ của mọi người xung quanh. Không phải chỉ tham gia vào một phần trong quá trình làm việc mà tham gia vào cả quá trình lãnh đạo. Tôi học được rằng sự hứa hẹn không chắc chắn trừ khi tất cả các bên liên quan hiểu rõ vấn đề một cách tường tận.
Tôi học được rằng thế giới quả là nhỏ bé, nhất là thế giới của những người giàu quyền lực. Quan trọng hơn, tôi học được rằng sự kiêu hãnh là một căn bệnh có thể phản bội lại bạn. Bạn làm là cho bạn quên đâu là những người bạn thực sự và tại sao họ lại quan tâm đối với bạn như thế. Ngay cả khi bạn có ý định tốt, nếu bạn quá kiêu căng thì người ta cũng bực mình và muốn đưa bạn về đúng chỗ của mình. Vì thế nên nhớ, trong quá trình trèo lên đỉnh núi, bạn phải biết khiêm tốn, giúp đỡ những người cùng leo núi với bạn và trước bạn. Đừng bao giờ để triển vọng được làm quen với một người nổi tiếng hơn, quyền lực hơn là bạn quên đi sự thật rằng những mối liên kết giá trị nhất là những mối liên kết bạn đã tạo được ở các cấp độ. Tôi thường xuyên ôn lại những kỷ niệm cũ với những người đã giúp tôi rất nhiều khi tôi còn là thằng bé. Tôi làm mọi cách để nói với những người giúp đỡ đầu tuổi trước họ, chứ rằng họ rất có ý nghĩa đối với tôi và rằng thành công hôm nay đều bắt nguồn từ họ. Chương 29. Tìm người đỡ đầu, quay về tìm người đỡ đầu. Các nhạc sĩ tài danh hiểu rất rõ điều này. Những vận động viên chuyên nghiệp và những diễn giả hàng đầu thế giới cũng vậy. Những người thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào, họ cũng hiểu được họ không thể xuất sắc nếu không có được một người huấn luyện viên giỏi đằng sau. Bây giờ thì thế giới kinh doanh cũng đã nhận ra một điều rằng, trong một môi trường năng động hối hả, liên tục thay đổi, khi các tổ chức ngày càng ít cấp bậc và chuyển sang hoạt động dựa trên những nhóm đa phần và phải thích nghi nhanh chóng với thay đổi, người đỡ đầu là chiến lược hiệu quả nhất để phát huy hết tiềm năng của từng cá nhân. Nhiều công ty đã thiết lập những chương trình đỡ đầu chính thức, chia sẻ những gì bạn biết và học từ những gì người khác giỏi hơn và xem đây là cách quản trị thông minh. Tại Ferring Greenlight, chúng tôi đã làm việc với rất nhiều công ty để thiết lập những chương trình như vậy vì chúng tôi tin rằng giúp nhân viên xây dựng mối quan hệ để thành công trên sự nghiệp sẽ giảm bớt tỷ lệ thôi việc và chắc chắn sẽ dẫn đến những mối quan hệ bền chắc với bên ngoài tăng doanh thu. Một trong những chương trình thành công đặc biệt được xây dựng năm 1997 tại một trong những xưởng sản xuất con chip lớn nhất của Intel tại bang New Mexico. Những người chịu trách nhiệm thiết lập chương trình mong muốn đi xa hơn khái niệm truyền thống về đỡ đầu như một quy trình một chiều đưa những nhà lãnh đạo thành công đến với những nhóm nhân viên mới có năng lực và tham vọng vào cùng một nhóm. Đối với Intel, chương trình đỡ đầu toàn công ty nghĩa là tạo ra một mạng lưới học tập rộng khắp, không chỉ một nhóm mọi người lại tùy theo chức năng hay thâm niên và dựa trên cả những kỹ năng được đánh giá cao trong công ty. Công ty sử dụng hệ thống mạng lưới của nội bộ email để phá bỏ những hàng rào ngăn cách các bộ phận, tạo nên sự hợp tác giữa hai người có thể hỗ trợ với những kỹ năng cho nhau để họ cùng phát triển thành những nhân viên giỏi. Hệ thống này giúp Intel giới thiệu những cách làm tốt nhất một cách nhanh chóng trên toàn cầu và phát triển những nhân viên giỏi nhất, tài năng nhất trong ngành. Mặc dù thật tuyệt vời là cuối cùng thế giới kinh doanh cũng bắt đầu hiểu đỡ đầu một quy trình kéo dài cả đời, cho và nhận trong cả hai vai trò người thầy và người học, đã luôn là một con đường ánh sáng đối với những ai yêu thích kết nối con người với người. Không có một quy trình nào trong lịch sử có thể vượt qua được việc đỡ đầu nếu xét đến tính hỗ trợ, trao đổi thông tin, kỹ năng, kiến thức và mối liên hệ. Những nam thanh nữ tú học hỏi về nghề nghiệp bằng cách học nghề với những người thợ bậc thầy, nghệ sĩ trẻ phát triển phong cách riêng theo nhiều năm làm việc với những người thầy lớn tuổi và giàu kinh nghiệm hơn. Nhưng tu sĩ mới phải học việc trong suốt 10 năm với những linh mục lớn tuổi để trưởng thành và rèn luyện thành những nhà thông thái. Khi cuối cùng những con người trẻ này có thể tự thân lập nghiệp, họ đã có kiến thức và một quan hệ cần thiết để thành công trong lĩnh vực mà họ chọn. Nhờ học hỏi từ cuộc sống của những người giàu kinh nghiệm hơn, chúng ta nhận thấy rằng những đứa trẻ khác có nhiều cơ hội để giúp chúng trải nghiệm nhiều thứ mới lạ.
gặp rất nhiều người khác nhau, ví dụ như chạy hè hay học nhóm thì tôi có, nhưng tôi thì không. Tôi cũng nhanh chóng học được rằng thành công trong cuộc sống tùy thuộc rất nhiều vào sự kiên trì, quyết đoán, khám phá và tự lập. Tôi cũng học được rằng phải lệ thuộc vào những người luôn sẵn sàng đón nhận, cha tôi và những nhà chuyên gia khác mà ông quen biết trong vùng. Cha mẹ tôi hướng dẫn tôi quan sát cách làm việc, trao đổi, sinh sống của những người thành công mà chúng tôi biết. Cha mẹ tôi thích cách sống cuộc sống của mình bằng cách nhìn người khác sống cuộc sống của họ. Cha tôi dĩ nhiên là đã làm tất cả mọi thứ để nuôi dưỡng và dạy dỗ tôi tất cả những gì ông biết, nhưng ông muốn tôi biết nhiều hơn thế, cũng như bao bậc làm cha mẹ khác. Ông cũng muốn tôi có một cuộc sống tốt đẹp hơn ông. Cha đã cho tôi sự tự tin cần thiết để vào đời, không quá kiêu căng nhưng cũng thấy bất ổn, và tạo cho tôi một mối quan hệ những người ông kính trọng. Có thể giá trị của một người đỡ đầu đã được ông đọc từ Ramon Runyon, một tác giả ông yêu thích. Runyon là một anh chàng lì đòn, bỏ học từ hồi lớp 6 và vất vả leo lên thành công. Và những câu chuyện ông kể về những nhân vật cũng lì lợm không kém, gan góc không kém, có nhiều điểm tương đồng với cha tôi. Một câu nói mà cha thường trích của Runyon là luôn cố gắng kiếm cơ hội làm ra tiền, vì nếu bạn có nhiều cơ hội, một lúc nào đó tiền sẽ rơi vào túi của bạn. Do đó không có gì ngạc nhiên khi cha tôi muốn tôi gặp gỡ những người có tiền, có kiến thức, có kỹ năng giỏi hơn ông. Trước khi tôi lên 10, tôi còn nhớ ông đã khuyến khích tôi đạp xe xuống đường và chơi với bọn trẻ con hàng xóm. Khi tôi đi học, tôi đã làm quen với Geoff, cha của một trong các bạn của tôi và là một luật sư trong vùng. Cha tôi thỉnh thoảng dẫn tôi đến thăm Watt Sawling, một nhà môi giới chứng khoán, chỉ để chơi thôi. Ông thường ngồi kế bên và hỏi Watt liên tục về công việc và những người ông giao dịch. Khi tôi vào trung học, mỗi lần về nhà, cha tôi thường làm vài vòng. Chúng tôi đến thăm những người mà theo cha tôi xứng đáng cho tôi học hỏi. Todd và Julie Ripaski, chủ nhà máy xi măng trong vùng mà cha tôi từng làm việc, hay chị em nhà Fontanella, người dạy thêm cho tôi về Latin và toán khi còn nhỏ. Đây là những người được xem là nổi tiếng trong gia đình lao động như chúng tôi. Họ là những người làm công việc chuyên môn, có học vấn, và có nghĩa là họ có thể dạy chúng tôi điều gì đó. Thật tình thì trước thì dưới mắt cha tôi, ai cũng có những điều xứng đáng cho tôi học hỏi. Khi ông tham gia tụ họp hàng tuần tại một quán ăn địa phương với bạn bè, ông cũng dẫn tôi theo. Ông muốn tôi thoải mái trò chuyện với những người lớn, người giàu kinh nghiệm hơn, và không ngại nhờ cậy họ giúp đỡ hay đặt câu hỏi cho họ. Mỗi lần cha tôi xuất hiện với cái đuôi là tôi, bạn của ông thường nói đùa: chào hai cha con nhà PT, tên cha tôi, và RPT, tên họ thân mật họ đặt cho tôi. Tôi nhớ đến những ngày tháng ấy với lòng biết ơn và đầy cảm xúc. Đến tận bây giờ, mỗi khi có dịp, tôi đều cố gắng kết nối với những nhà tiên phong, những người dẫn đầu, những người có kinh nghiệm khác mình. Cha tôi và Runyon có lẽ đã khám phá ra một điều gì đó sâu sắc hơn cả trí tưởng tượng. Các nghiên cứu hiện nay đồng ý với bạn rằng người bạn kết thân đóng vai trò quan trọng đối với tương lai của bạn. Tiến sĩ David M.C. Slalin tại Đại học Harvard đã nghiên cứu những tính cách và phẩm chất của những người thành đạt trong xã hội. Ông nhận thấy rằng quyết định lựa chọn nhóm tương quan bao gồm những người bạn chơi cùng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tương lai của bạn thành công hay thất bại. Nói cách khác, nếu bạn chơi chung với những người có mối quan hệ rộng, bạn cũng tạo được nhiều quan hệ. Nếu bạn chơi chung với những người thành công, bản thân bạn cũng có nhiều cơ may thành công hơn. Tôi sẽ giải thích cho bạn thấy việc đỡ đầu quan trọng với tôi như thế nào qua một trải nghiệm trong thực nghiệm trong sự nghiệp của mình. Đó là vào khoảng cuối mùa hè thứ hai tại trường kinh tế, DLT và Tots, công ty kiểm toán và tư vấn mà tôi đang thực tập, tổ chức cocktail cuối mùa hè cho toàn bộ nhân viên thực tập.
tại các văn phòng trên cả nước. Ở mỗi góc phòng, giữa những tiếng leng keng của ly tách và những lời chào hỏi lịch sự, tôi nhìn thấy một nhóm những nhà quản lý và nhân viên thâm niên đang tụ tập vui vẻ xung quanh một ông già tóc bạc hơi cộc tính. Những sinh viên thực tập khác đều giữ khoảng cách với cấp trên để được thoải mái, nhưng tôi quyết định tiến thẳng về phía quyền lực. Thật ra lần này cũng không khác gì những lần tôi chạy dễ đạp đi làm quen với hàng xóm. Tôi đi đến chỗ trung tâm chú ý của mọi người, tự giới thiệu. Và tôi giới thiệu mình vào đàn ông. Ông là ai? Tôi là CEO của công ty này, ông trả lời một cách thẳng thừng, ý chừng cho tôi thấy đáng lẽ tôi phải biết rồi. Trong khi những người xung quanh tôi bắt đầu cười khúc khích chế nhạo. Ông cao chừng 1m9, ngực vặn vỡ, rất thẳng tính. Ông không sợ người, không hút sự chú ý bất cứ nơi nào ông xuất hiện. Tôi nghĩ đáng lẽ tôi phải biết ông rồi mới đúng. Tôi trả lời, phải, tôi cũng nghĩ thế. Ông nói đùa. Và như nhiều người khác, và như nhiều người ở vị trí cao đầy quyền lực, ông thích sự thẳng thắn và bạo dạn của tôi. Ông tự giới thiệu, mình là Pat Locotto. Locotto, tôi nói, đó là một cái tên do Thái rất hay, phải không ạ? Ông cười và chúng tôi bắt đầu với nhau bằng những thứ tiếng Italia lóp bóp của hai người. Nó ngắn gọn, chúng tôi thực sự trò chuyện, chia sẻ với gia đình và xuất thân của hai người. Cha ông ấy cũng là người Mỹ gốc Italia thế hệ thứ nhất và đã dạy cho ông những giá trị tương tự như cha tôi truyền lại. Thật ra tôi cũng có biết đến của Pat. Tôi đã từng biết về phong cách làm việc rất thẳng tính của ông, nghiêm khắc, không khoan nhượng nhưng cũng rất nồng hậu. Tôi quyết định ngay lúc đó rằng tôi có thể hưởng lợi nếu kết thân với ông. Từ việc tôi tiếp cận với ông tại bữa tiệc và phát hiện ra rằng chúng tôi có cùng gốc gác càng làm tăng sự tôn trọng của tôi cho ông và ngược lại, sự tôn trọng của ông dành cho tôi. Tôi biết được rằng sau lần gặp gỡ đó, ông đã cho tìm hiểu và biết được tất cả mọi thứ về tôi, cũng như thời gian làm việc trong mùa hè của tôi tại công ty. Đêm đó tôi ngồi chơi với Pat và những đồng nghiệp đáng nể của ông đến tận khuya. Tôi không hề ra vẻ thể hiện vai một người nào hết. Tôi không khoe khoang hay giả bộ biết nhiều hơn thực tế. Người nào cho rằng đây là những hành động cần có khi quen với những người cấp cao. Nhưng sự thật là việc này chỉ biến bạn thành một thằng ngốc mà thôi. Tôi còn nhớ cha mẹ tôi khuyên rằng trong những trường hợp này bạn hay nói ít lại. Bạn càng ít nói bạn càng nghe nhiều. Họ đã cảnh báo tôi từ trước. Biết rằng tôi có khuynh hướng lấn lướt trong khi nói chuyện từ hồi nhỏ, đó là cách con học từ người khác, cha tôi nói, và nhận được những điều tinh tế sẽ giúp con tạo dựng mối quan hệ sâu sắc sau này. Đây cũng là cách tốt nhất để thể hiện ý muốn nhận người nào đó làm người đỡ đầu. Người cha ngầm quan sát sự kính trọng của bạn và cảm thấy im lặng theo cách nói của tôi không có nghĩa là im lặng. Tôi hỏi hàng đống câu hỏi, đưa ra những nhận xét từ công việc của mình trong mùa hè và tranh luận với những nhà lãnh đạo của công ty về một điều đặc biệt quan trọng đối với họ mang lại thành công cho công ty. Đỡ đầu là một hành động có ý thức, đòi hỏi người ta phải bỏ cái tôi của ngoài cửa, ngăn cản bản thân không gây ghét sự thành công của người khác và liên tục cố gắng xây dựng những mối quan hệ có bất cứ khi nào thời cơ thuận tiện. Những sinh viên thực tập khác tại buổi tiệc nhìn Pat và các nhà lãnh đạo với sự e ngại và chán trường, và vì vậy giúp khoảng cách xa. Họ nhìn vào chức danh trên tấm danh thiếp và cảm thấy bị loại ngoài cuộc. Chính vì ý nghĩ này, họ thật sự đã bị loại khỏi cuộc chơi. Khi tôi cuối cùng cũng hoàn tất mọi việc theo đúng tinh thần MBA, tôi đi phỏng vấn tại rất nhiều công ty. Sự lựa chọn cuối cùng của tôi là Deloitte Consulting và một công ty đối thủ của họ, MC Kinsey. Lúc đó được xem là chuẩn mực vàng trong ngành tư vấn. Nếu là các bạn khác của tôi, họ hẳn không cần thiết phải cân nhắc nhiều. Bỗng một buổi chiều, ngay trước lúc phỏng vấn cuối cùng với MC Kinsey, tôi nhận được một cuộc điện thoại. Tôi nhấc máy lên, một giọng nói hơi sẵn vang lên. Nhận lời đề nghị đi rồi tối nay xuống New York ăn tối với tôi và mấy người bạn khác trong công ty. Trước khi tôi kịp định vị tinh thần, ông nói tiếp, tôi là Pat Locotto. Tôi biết anh có vào LRT không? Tôi muốn biết anh có vào LRT không?
Tôi nói với bạn một cách không thoải mái lắm rằng tôi chưa quyết định sẽ về với ai. Nhưng tôi có ý tưởng để giúp tôi quyết định. Thế này nhé, tôi vẫn chưa thiên về bên nào. Tôi nói với ông, nhưng tôi sẽ dễ dàng quyết định hơn nếu tôi ăn tối với ông và những người cộng sự trong công ty để hiểu rõ thêm về công việc của tôi cũng như định hướng tương lai của công ty. Tôi chỉ ăn tối với anh nếu anh nhận lời mời của bên tôi, ông nói. Pat lại nói đùa tôi. Và tôi cũng thấy thích ông hơn vì cách tuyển dụng không theo truyền thống này. Sau đó, ông kết thúc cuộc điện thoại. Ok, sẽ đi xuống New York và đi, và đừng lo. Chúng tôi sẽ sắp xếp cho anh bay về Chicago vào buổi sáng để kỳ phỏng vấn. À hả, sao ông biết rõ về cuộc phỏng vấn của tôi thế nhỉ? Thế là tôi đến ăn tối cùng Pat và một vài nhà lãnh đạo khác của Griffon, nhà Italia ít thích của họ tại Manhattan. Như lời bùng đùa khá sốc, và tôi và chúng tôi cũng uống khá nhiều. Chúng tôi gọi hết chai rượu vang này đến chai khác và còn uống thêm cả Guinness nữa. Người của bữa ăn Pat mới bắt đầu mở bài và gần như chuyển giao vào với giọng điệu đặc kích khá căng thẳng. Anh tưởng anh là ai chứ? Anh tưởng MCKC có chút quan tâm nào đến Case Ferrazin? Trước khi tôi kịp trả lời, ông nói tiếp. Anh nghĩ CEO của MCKC là ai? Là ai à? Biết anh là ai à? Anh nghĩ mấy nhà lãnh đạo đó sẽ dành cả buổi tối chủ nhật để ăn tối với anh à? Anh biết. Anh sẽ chỉ là thêm một thằng tốt nghiệp MBA chuyên đọc số liệu trong mớ lộn xộn đó mà thôi. Chúng tôi quan tâm đến anh. Chúng tôi muốn anh có cơ hội thành công. Nhưng quan trọng hơn, chúng tôi nghĩ anh có thể tạo nên sự khác biệt của công ty này. Tôi có nhận lời không? Bạn muốn biết. Wow, đó là cả bài thuyết phục rất hay. Và thực ra của tôi cũng đồng ý với lời nói của ông. Tôi biết ông nói đúng, nhưng tôi không ra về mà đưa ra lý lẽ của mình. Thế này nhé. Nhưng tôi không ra về và không đưa ra mà không đưa ra lý lẽ của mình. Thế này nhé, tôi đưa ra lời đề nghị từ phía mình. Tôi nói, nếu tôi chấp thuận lời mời của ông, tôi chỉ yêu cầu thêm rằng mỗi năm tôi sẽ có 3 bữa ăn tối như thế này tại nhà hàng này cho đến khi nào tôi không làm. Tôi không còn ở đây đâu tên. Tôi sẽ nhận lời nếu ông đồng ý. Ông nhìn thẳng vào mặt tôi và nói nụ cười thật tươi. Tuyệt vời, chào mừng anh gia nhập DLT. Nhưng lúc đó tôi đề nghị ông cho thêm tiền. Ông chỉ biết lắc đầu và cười. Thì có mất mát gì đâu, tệ lắm là ông từ chối. Và thế là sau 3 giờ tại nhà hàng, người đàn ông này đã thuyết phục tôi đưa ra một quyết định làm thay đổi cả cuộc đời mà không hề nhắc một chữ nào đến chức danh, mức lương hay thậm chí một chi tiết nào về những gì ông muốn tôi sẽ tạo được sự khác biệt. Thành thật mà nói, ban đầu tôi chưa tin hẳn là mình đã quyết định đúng. Trong ngành tư vấn, DLT thời đó chỉ là một cuộc khoai nhỏ. Uy tín của nó không thể nào sánh được với MCKC. Nhưng quả thật đó là một bước đi đúng. Thực tế đó là nước cờ hay nhất trong cuộc đời tôi. Đầu tiên, vì trong vòng 8 tháng từ khi gia nhập công ty tư vấn DLT, tôi đã được giao trách nhiệm và học về ngành tư vấn nhiều tương đương người khác trong vòng 20 năm. Thứ hai, tôi phát hiện ra mình có thể tạo được nhiều sự khác biệt nhờ sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo. Thứ ba, và quan trọng nhất, tôi nhận thấy tìm được một người đỡ đầu giàu kinh nghiệm, đầy tài năng, sẵn sàng dành thời gian và công sức để giúp bạn phát triển về chuyên môn lẫn tính cách và sự quan trọng hơn trong những cơ hội về nghề nghiệp chỉ đơn thuần dựa trên lương bổng và danh tiếng. Ngoài ra, lúc đó tiền bạc không phải là vấn đề. Như ngạn ngữ xưa đã nói, tuổi 20 là tuổi học hỏi, tuổi 30 mới bắt đầu kiếm tiền. Chúa ơi, tôi đã học được những gì? Mỗi năm, Pat và tôi có ít nhất 3 bữa ăn tối tại Griffon, cũng là nhà hàng Italia mà chúng tôi lần đầu gặp. Trong suốt thời gian làm việc tại DLT, tôi và cái tên cửa miệng của CEO lúc nào cũng hỏi các nhà lãnh đạo khác về tôi. Tôi là cái tên. Ông luôn quan tâm đến tôi. Dĩ nhiên, tôi thực sự đã làm việc thân cận với Pat và những nhà lãnh đạo tuyệt vời khác của DLT và học được tầm quan trọng của việc theo chân những con người vĩ đại, những người thầy vĩ đại. Điều này không có nghĩa là làm việc với Pat hay với cánh tay phải Pop Kid là việc đơn giản. Họ dạy tôi những bài học nghiêm khắc về sự tập trung, rằng ý tưởng táo bạo không có nghĩa gì nếu bạn không thực hiện, rằng chi tiết cũng đáng quan tâm như lý thuyết, rằng bạn phải biết
đặt con người lên trên hết tất cả mọi người, chứ không chỉ cấp trên của bạn mà thôi. Bát đáng lẽ phải đuổi việc tôi nhiều lần lắm, tuy nhiên ông đã dành thời gian và công sức rèn giũa tôi thành nhà điều hành và quan trọng hơn nhà lãnh đạo mà ông muốn nhìn thấy ở tôi và lợi ích công ty với tư cách là một người đỡ đầu. Có hai yếu tố cực kỳ thiết yếu để mối quan hệ đỡ đầu của Bát và tôi hay bất cứ mối quan hệ đỡ đầu với ai là thành công. Ông sẵn sàng dẫn dắt tôi vì thứ nhất, tôi hứa hẹn sẽ đóng góp ngược lại bằng sự cố gắng của mình. Tôi đã làm việc không ngừng nghỉ để vận dụng hết những kiến thức mà ông chia sẻ với tôi, công ty ông thành công hơn. Và thứ hai, chúng tôi đã tạo một tình huống thân tình, không đơn thuần chỉ là công việc. Bác thích tôi và đích thân theo dõi sự tiến bộ của tôi. Ông quan tâm đến tôi, đó chính là chìa khóa của sự giúp đỡ đầu thành công. Mối quan hệ đỡ đầu thành công cần cả hai yếu tố lý tính và tình cảm. Lý trí và tình cảm, bạn cũng phải cho thấy bạn sẽ đáp trả như thế nào. Có thể là lòng trung thành hay tinh thần làm việc hăng hái để người khác chấp nhận đỡ đầu bạn. Sau đó, khi mối quan hệ đã được thiết lập, bạn phải biết cách uốn người đỡ đầu thành một người huấn luyện, một người mà sự thành công của họ phụ thuộc vào thành công của bạn. Tôi đã bắt quá nhiều, nếu không có ông, tôi không phải là tôi ngày hôm nay, và điều này cũng đúng với rất nhiều người khác. Bắt đầu từ cha mẹ tôi, Jack Burden, ở trường Skiski, ông chú Bob William và nhiều người khác đã cho tôi dịp nhắc tên trong cuốn sách, trong quyển sách này. Và cả những người tôi không nhắc đến, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất gần gũi với họ. Cách tốt nhất để giải quyết khía cạnh công việc là hãy đề nghị đóng góp phần nào trước, chứ không phải là đòi hỏi họ giúp đỡ trước. Nếu bạn thấy một người nào đó có những kiến thức mình cần học hỏi, hay tìm cách trở nên đắc lực đối với họ, tìm hiểu nhu cầu của họ và nghĩ xem mình có thể giúp được những điểm nào. Nếu bạn không thể giúp được họ một cách trực tiếp, bạn có thể đóng góp cho những từ thiện của họ, công ty của họ hay cộng đồng của họ. Bạn phải chuẩn bị sẵn sàng trả ơn cho người đỡ đầu và hãy thể hiện cho họ thấy điều này ngay từ đầu. Trước khi Pat có thể cân nhắc ăn tối với tôi 3 lần mỗi năm, ông phải chắc chắn được, ông phải chắc chắn là tôi gắn bó với công ty. Nhờ vậy tôi đã được đặt vào một thế quan trọng sau này phát triển thành tình bạn giữa chúng tôi. Tuy nhiên, nếu bạn không tìm thấy cơ hội nào để giúp bạn ngay lập tức, bạn phải chú ý cẩn thận và ý thức được rằng được sự dối một sự giúp với bạn đang đi ra cho người đỡ đầu. Hầu như ngày nào tôi cũng nhận được những email của thanh niên đầy tham vọng, một cái thẳng thắn tôi mới có việc làm, hoặc tôi nghĩ ông có thể giúp được tôi, hay nhận tôi làm điều đỡ đầu cho ông, hãy nhận lần điều đỡ đầu cho tôi. Tôi rất thất vọng trước sự sai lệch trong suy nghĩ của những con người này về mối quan hệ đỡ đầu. Nếu họ cần tôi giúp đỡ, họ cũng phải thể hiện họ đóng góp được gì, ít nhất cũng phải cho tôi thích họ cái đã. Phải nói cho tôi biết họ có những gì đặc biệt, cho tôi biết chúng ta có điểm gì chung, thể hiện lòng biết ơn, sự tự hào, niềm đam mê. Vấn đề là những con người này trước đây chưa bao giờ được người đỡ đầu, và vì vậy họ có các điểm rất sai lệch về cơ chế vận hành của nó. Có người cho rằng ngoài kia có một người đặc biệt duy nhất đang từng giờ từng phút chờ đợi họ. Nhưng như cha tôi đã dạy, người đỡ đầu có thể là bất cứ ai cũng được, không phải nhất thiết là cấp trên của bạn, hay thậm chí không nhất thiết phải làm cùng ngành với bạn. Đỡ đầu là một hành động không có tính giai cấp vượt bậc lên trên tính nghề nghiệp hay cấp bậc trong tổ chức. Một CEO có thể học hỏi từ một nhà quản lý và ngược lại. Một số công ty khôn ngoan nhận thấy điều này và đã thiết kế những chương trình để mọi người mới vào trong công ty được đóng vai đỡ đầu. Sau khoảng 1 tháng trong công ty, họ sẽ yêu cầu những nhân viên mới này liệt kê tất cả những ấn tượng của họ. Họ tin rằng đôi mắt của mình sẽ nhìn vấn đề cũ khác đi và có thể đưa ra những giải pháp mới sáng tạo hơn. Trên thực tế, những người đã dạy tôi nhiều điều chính là những người trẻ được tôi đỡ đầu. Họ giúp tôi liên tục cập nhật kỹ năng của mình và nhìn thế giới bằng con mắt mới. Và trong khi bạn làm hết sức để tiếp cận người trên, bạn cũng phải nhớ rằng dành nỗ lực tương tự để tiếp cận với người dưới và giúp đỡ người khác. Tôi luôn dành thời gian để giúp đỡ người trẻ. Đa số họ thường trở thành nhân viên của tôi. Có thể là nhân viên thực sự trước, nhưng cái tên như
Paul Lusson, Chaho, Nani, Abhishek và còn nhiều hơn nữa. Có những người đầu tiên không hiểu được vấn đề, họ rồi dễ đặt câu hỏi, làm sao tôi có thể trả ơn những gì anh đã làm cho tôi? Tôi bảo họ rằng, thì ngay chính lúc này họ đang trả ơn đây. Tất cả những gì tôi đang chờ đợi họ là một chút lòng biết ơn hoặc là nhìn thấy họ áp dụng những điều đã học. Tôi đã nhìn thấy Brinda ngày càng thăng tiến tại LRT, Hani trở thành lãnh đạo cho một công ty của tôi và tốt nghiệp ở một công ty mới mà tôi có công đóng góp thành lập, trở thành một trong những nhà văn trẻ tuổi thành công nhất tại Hollywood, Anne trở thành người trong cuộc tại Hollywood, hay Paul được nhận vào Wharton. Đây là những lúc tôi thấy xúc động nhất. Bạn càng hạnh phúc hơn khi họ thành đạt và trở thành người đỡ đầu cho những người khác. Tôi còn nói mãi cũng không thể lột tả hết quyền năng của mối quan hệ đỡ đầu. Và quan trọng là bạn phải tôn trọng và dành thời gian cho nó. Vô lại, bạn sẽ nhận được rất nhiều về tinh thần, sự hăng hái, niềm tin, đồng cảm. Tất cả những thứ này chắc chắn vượt qua giá trị một lời khuyên bạn đưa. Nếu bạn thật sự muốn xây dựng mối quan hệ đỡ đầu, hãy dành cho nó thời gian và công sức. Và bạn sẽ thấy mình tham gia vào một mạng lưới học hỏi không khác gì ở Intel. Bạn sẽ nhận được thông tin và kiến thức nhiều hơn trong mong đợi trong vai trò của người thầy lẫn người trò và một mạng lưới chắc chắn. Nhưng chắc chắn những người liên tục cho và nhận. Mặc dù quan điểm của Eleanor Roosevelt về nhân quyền không còn mang tính cấp tiến xét theo hoàn cảnh hiện tại, nhưng nó thực sự đi trước thời đại và thời điểm đó. Mỗi lần đệ nhất phu nhân lên tiếng ủng hộ một lý tưởng xã hội, kêu gọi sự tha thứ trong một giáo đường của người da đen hay người do thái, hay thậm chí là khi đại diện cho cơ quan Liên Hiệp Quốc với mới được thành lập và thông qua tuyên bố quốc tế về nhân quyền đầy tranh cãi, bà mất đi rất nhiều bạn bè và nhận lại nhiều lời chỉ trích nặng nề vì đã dám đi ngược dòng. Tuy nhiên, người phụ nữ vĩ đại này vẫn kiên định xây dựng tầm ảnh hưởng với một kế hoạch cấp tiến. Bà để lại một di sản mà ai cho chúng ta cũng phải cúi đầu hàm ơn. Chúng ta được học gì từ bà Eleanor Roosevelt? Làm quen với những người khác thôi chưa đủ, thay vào đó chúng ta phải kiên quyết đảm bảo rằng những nỗ lực mang con người lại gần với nhau này phải thống nhất với nỗ lực xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Dĩ nhiên, khi bạn theo đuổi nguyên tắc, bạn phải hy sinh, nhưng quyết tâm nối kết bạn không nên vượt lên trên những giá trị của mình. Trên thực tế, mạng lưới đồng nghiệp và bạn bè nếu được chọn lọc thích hợp sẽ giúp bạn đấu tranh với những lý tưởng của bạn. Chương 30. Cân bằng là một khái niệm nhảm nhí. Cân bằng là một huyền thoại. Bạn không thể nhìn vào lịch sử làm việc của tôi mà gọi cân bằng theo tiêu chuẩn truyền thống. Để tôi chỉ cho bạn xem một ngày bình thường của tôi. Thứ hai, thức dậy lúc 4 giờ sáng tại Los Angeles để gọi điện cho nhóm làm việc tại New York. Sau đó tôi nói chuyện điện thoại chừng vài giờ, cố gắng tổ chức một buổi quyên góp cho những người bạn đang tranh cử. Đến 7 giờ sáng, tôi ra phi trường, đáp máy bay xuống Portland, Oregon để gặp khách hàng mới. Sau buổi gặp, tôi lên xe về lại Seattle và về lại với chiếc điện thoại sắp xếp một cuộc họp cho công ty. Một cuộc họp cho buổi tối nay, cho ngày mai và cho cả tuần. Tôi liên tục liên hệ với trợ lý, cố gắng gửi thư mời đến dự buổi tiệc tối hoành tráng của tôi sẽ tổ chức trong một tháng nữa tại Seattle. Tôi đã liên lực ăn tối với những tay sẽ tổ chức hội thảo CEO của Bill Gates cho năm nay. Sau đó tôi đi ăn uống một tí với người bạn thân và ngày mai tôi sẽ có một cuộc gọi đánh thức lúc 4 giờ sáng để tiếp tục vòng xoay này. Vậy là bạn đã đến với Fairing Time, nhưng cách nói đùa của bạn với tôi trong một giai đoạn làm việc liên tục và kết nối nhân loại đã rất dễ dàng. Khi bạn chứng kiến một lịch trình làm việc hàng ngày như vậy, một câu hỏi thường bật ra trong đầu, thế này có phải là cuộc sống không? Làm việc kiểu này, người ta có tìm thấy cân bằng giữa công việc và đời sống riêng tư không? Và liệu bản thân mình có phải như Fairing Time thì mới thành công? Câu trả lời là vâng, đây là cuộc sống, dù chỉ của riêng tôi. Vâng, bạn có thể tìm thấy cân bằng theo định nghĩa của chính bạn. Và không, Chúa ơi, bạn không phải làm như tôi.
Đối với tôi, điều quan trọng về một sự nghiệp theo đuổi mối quan hệ, nó không đơn thuần là một công việc mà thôi. Nó là một phong cách sống. Cách đây vài năm, tôi bắt đầu nhận thấy rằng nối kết là một cách tuyệt vời để nhìn thế giới. Khi tôi suy nghĩ và hành động theo cách này, phân chia cuộc sống thành hai cực chuyên môn và riêng tư không còn cần thiết nữa. Tôi nhận thấy rằng để giúp bạn thành công ở cả hai cực chính là thế giới con người và cách kết nối với họ. Cho dù những người này là gia đình, đồng nghiệp hay bạn bè, sự kết nối thật sự cũng đòi hỏi bạn mang lại những giá trị tương đương cho mỗi nối kết. Vì vậy, tôi thấy không cần thiết phải phân biệt giữa hạnh phúc trong công việc và hạnh phúc trong đời sống. Đây là cả hai phần không thể thiếu trong tôi, cuộc đời tôi. Khi tôi hiểu rõ rằng chìa khóa quan trọng của cuộc đời là mối quan hệ, tôi nhận thấy mình cần phải ngăn cách công việc khỏi gia đình hay bạn bè. Tôi có thể ăn mừng sinh nhật tại một hội thảo công việc chung với những người bạn tuyệt vời. Như lần gần đây, tôi có thể ở nhà tại Los Angeles hay New York với những người bạn thân. Khái niệm sai lầm về cân bằng như một phương trình có thể lấy bớt vài giờ bên này bỏ sang bên kia không còn phù hợp nữa. Vì vậy, tôi còn cần thiết phải căng thẳng, cố gắng đặt trạng thái cân bằng mà chúng ta vẫn thường nghe mọi người kêu gọi. Cân bằng không phải là một món hàng để bán mua. Cân bằng cũng không cần phải được thực hiện. Cân bằng là cách suy nghĩ cũng đặc biệt và độc đáo như bộ gen của mỗi chúng ta vậy. Khi bạn tìm thấy niềm vui, nghĩa là bạn đang thấy cân bằng. Lịch làm việc của tôi rất phù hợp với tôi và có thể chỉ phù hợp với mỗi tôi thôi. Sự đan xen công việc với cuộc sống không phải phù hợp với tất cả mọi người. Điều quan trọng là phải nhìn nhận việc kết nối với người khác không phải là một công cụ điều khiển để đạt được mục tiêu và một lối sống. Khi bạn mất cân bằng, bạn sẽ cảm thấy ngay vì mình bị hối hả, giận dữ hay thiếu ý nghĩa. Khi bạn cân bằng hoặc vui tươi, hăng hái và đầy hàm ơn, đừng lo lắng về thiết lập một phiên bản Fidelity Time cho riêng bạn. Phương pháp tốt nhất giúp bạn làm quen với người khác cũng chính là cách bạn tiêu thụ một con vượn 400 kg, cắn từng miếng nhỏ thôi. Nói cho cùng, chúng ta ai cũng chỉ có một cuộc sống, và cuộc sống này lệ thuộc vào những con người xung quanh chúng ta. Thêm người thêm cân bằng. Nếu bạn đồng ý với cách suy nghĩ truyền thống về cân bằng như tôi trước đây, nhưng câu hỏi nếu tôi thành là sao tôi không thấy vui, hay nếu tôi là người biết sắp xếp, sao cho tôi lúc nào cũng cảm thấy không kiểm soát được tình hình, sẽ không có trả lời là câu trả lời đơn giản hóa. Phân chia hay giảm thiểu cuộc sống của bạn chỉ dựa những yếu tố thiết yếu mà thôi. Như vậy là chúng ta sẽ cố gắng tiết kiệm thời gian bằng cách ăn trưa ngay tại bàn làm việc. Chúng ta sẽ bớt phần thời gian tán gẫu với đồng nghiệp, người lạ hay những người không quan trọng khác tại khu lấy nước. Chúng ta tập trung thời gian biểu hàng ngày cho những hoạt động quan trọng nhất mà thôi. Người ta nói với chúng ta hãy sắp xếp. Nếu bạn tìm được sự cân bằng giữa công việc và đời sống riêng, với hạn chế bản thân chỉ quan tâm đến những người quan trọng trong cuộc đời bạn mà thôi, bạn sẽ thấy khỏe khoắn hơn. Đây là một lời khuyên hoàn toàn sai lầm. Đáng lẽ người ta phải khuyên bạn là bạn cần có một cuộc sống tràn ngập những mọi người bạn yêu quý. Vấn đề theo tôi không phải là bạn đang làm gì, mà vấn đề là bạn đang làm với ai. Bạn sẽ không thể cảm thấy yêu cuộc sống nếu bạn cam kết công việc và rất thường xuyên. Người ta không yêu công việc vì chỉ họ phải làm việc với những người họ không thích. Nối kết với nhiều người giúp bạn nâng cao gấp đôi gấp ba cơ hội gặp gỡ những người giới thiệu bạn những công việc mới và hấp dẫn hơn. Vấn đề trong thế giới hiện tại không phải là vì chúng ta có quá nhiều người phải quan tâm mà chúng ta không đủ người. Tiến sĩ Will Milker và Glenn Spatz trong quyển sách Refrigerate the Right, Rethink Connection and Restoring Relationships đưa ra ý kiến rằng khi chúng ta dễ dàng thay đổi chỗ ở, khi các giá trị cá nhân ngày càng được tôn sùng, khi các phương tiện truyền thông thâm nhập sâu vào cuộc sống, chúng ta càng phải sống tách biệt hơn. Có bao nhiêu người có thể đi thẳng vào nhà của người ta và tự mở tủ lạnh lấy nước uống? Không nhiều. Người ta cần có mối quan hệ quyền mở tủ lạnh.
đủ để người ta cảm thấy thoải mái, thân mật và gần gũi để đi thẳng vào nhà bếp của người khác và lục tung cái tủ lạnh mà không cần xin phép. Nhưng mối quan hệ gần gũi kiểu này giúp ta cân bằng hạnh phúc và thành công. Chủ nghĩa cá nhân của người Mỹ không tốt cho việc làm quen với người khác, nhưng cuộc nghiên cứu so sánh về mức độ căng thẳng trong công việc và sự bất mãn của công nhân cho thấy những người thuộc nền văn hóa cá nhân có khuynh hướng cảm thấy căng thẳng cao hơn những người thuộc nền văn hóa cộng đồng. Mặc dù mức sống của chúng ta khá cao, của cải vật chất không mang lại sự lành mạnh tinh thần. Thay vào đó, như nhiều nghiên cứu chỉ ra, chúng ta cảm thấy hạnh phúc nhờ một cảm giác thân thuộc. Khi chúng ta bị chìm đắm trong cuộc đời đơn độc, chúng ta đọc những quyển sách dạy tự bảo vệ. Nhưng theo tôi, chúng ta cần sự bảo vệ, chúng ta cần sự giúp đỡ từ người khác. Nếu bạn đồng ý với tôi, và tôi hy vọng bạn sẽ đồng ý, thì những gì tôi nói trong quyển sách này là thuốc giải độc hữu hiệu chống lại những ý tưởng cân bằng cổ điển. Kết nối là một hoạt động hiếm hoi mang đến cho chúng ta chiếc bánh ngọt và cho phép chúng ta được ăn nó. Nhờ vậy mà chúng ta sẽ thỏa mãn được công việc và cuộc sống của bản thân và của mọi người. Oscar Wilde đã từng đề nghị rằng nếu người ta làm những gì họ yêu thích, họ sẽ không cảm thấy mình đang làm việc. Nếu cuộc đời sống xung quanh những người bạn yêu quý và họ cũng yêu quý bạn, thì không phải lo lắng về cân bằng cuộc đời gì cả. Chương 31, thời đại nối kết. Con người là những tế bào xã hội. Chúng ta có mặt trên đời là hệ quả của những hành động của người khác. Chúng ta sống sót không lệ thuộc vào kẻ khác. Cho dù thích hay không, thì không có mấy giây phút trong cuộc sống chúng ta không nhờ cậy vào hành động của người khác. Vì lý do này, không có gì ngạc nhiên khi hạnh phúc của chúng ta chỉ có ý khi xét trong mối quan hệ tương quan với mọi người. Lúc này là thời điểm tốt nhất để làm quen với các nơi với mọi người. Xã hội năng động, nền kinh tế năng động sẽ càng là phụ thuộc vào sự liên kết và gắn bó với nhau. Nói cách khác, khi mọi vật càng trở nên kết nối chặt chẽ với nhau, chúng ta càng lệ thuộc nhiều hơn với con người và những mối quan hệ nối kết. Chủ nghĩa cá nhân mục nát đã từng chi phối thế giới này trong thế kỷ 19 và 20, nhưng thế kỷ 21 là sự thống trị của cộng đồng và liên minh. Trong thời đại kỹ thuật số, khi mạng Internet đã phá bỏ hàng rào địa lý để kết nối với hàng trăm triệu người và máy tính trên khắp hành tinh, thì chẳng có lý do gì để sống và làm việc một cách cô lập. Chúng ta phải nhận thức được rằng thành công không phụ thuộc vào công nghệ tiên tiến hay vốn tư bản dồi dào. Thành công tùy thuộc vào mối quan hệ của bạn và bản chất những mối quan hệ đó. Chúng ta nhận thức được rằng chìa khóa thật sự mang đến sự lợi nhuận là sự đồng thuận trong công việc với mọi người. Chúng ta quá vất vả để quay lại với sự thật cơ bản này. Những thay đổi xu thế thời đại công nghệ mới của một thập kỷ qua đã lấn át yếu tố con người, dẫn đến các doanh nghiệp đối xử với con người như những thông số kỹ thuật biết hay bài. Chúng ta đặt niềm tin vào các thiết bị sáng loáng, các quy trình, cơ cấu tổ chức, giá cổ phiếu. Khi những thứ này không đáp ứng mong đợi, chúng ta quay lại với bạn và tôi. Trong cuộc sống công việc, trong công việc đời sống và cả hai đều liên quan đến con người. Phát minh vĩ đại nhất trong thế kỷ 21 sẽ không xuất hiện do công nghệ mà chính là nhờ mở rộng khái niệm con người. Nhà nghiên cứu John Naismith đã phát biểu, công nghệ đã chứng minh rằng nó không thay thế được mối quan hệ con người. Nó chỉ có thể bổ sung cho mối quan hệ này mà thôi. Bạn hãy nhìn xung quanh mình để hiểu được cái nhìn mới về con người, cách chúng ta giao tiếp với nhau. Sau đây là một ví dụ minh họa. Những xu hướng mới nhất xuất phát từ các công cụ phần mềm, kết nối mạng và những dịch vụ khác như Spoke Software, Flasso, Rye và LinkedIn. Người ta ngày càng khám phá ra nhiều cách để sử dụng công nghệ kết nối con người trong tình bạn và niềm tin. Có người đã gọi đây là cách mạng xã hội. Blog cũng là một phần trong xu thế này. Blog cho phép cá nhân chia sẻ nội dung riêng của mình
đến hàng triệu người khác. Nhưng cộng đồng tự chủ này đang nở rộ trong tương lai khi thương hiệu cá nhân ngày càng được củng cố trên nền kinh tế. Blockchain được xem là bản tự bạch của mỗi người. Các nhà khoa học xã hội đã khám phá nhiều điều thú vị về quyền năng của mạng lưới xã hội. Những kết quả nghiên cứu gần đây chứng minh rằng những người có kết nối sâu rộng thường sống thọ hơn và khỏe hơn. Trong những cộng đồng người có kết nối, trường học hoạt động tốt hơn, tỷ lệ tội phạm thấp hơn và tỷ lệ tăng trưởng kinh tế cao hơn. Kết nối con người không đơn giản chỉ là chiến lược nghề nghiệp, nó được xem là những cách hiệu quả nhất để góp phần nâng cao sức khỏe của xã hội và công dân. Liên đoàn hay đội nhóm kiểu truyền thống đang có dấu hiệu hồi phục khi phong trào thuê ngoài mang công việc ra khỏi nước Mỹ ngày càng tăng. Nhiều người cho chúng ta chuyển sang làm việc tự do và vì vậy cần sức mạnh đoàn kết thể hiện qua tấm thẻ thành viên của các tổ chức. Chúng ta chuyển lòng trung thành và niềm tin từ công ty sang bạn bè. Trên đây chỉ là một số ví dụ của một trào lưu mới. Chúng ta đang trong giai đoạn hình thành một kỷ nguyên mới về kết nối và cộng đồng. Giờ đây bạn đã được trang bị kỹ năng và kiến thức để sống sót trong một môi trường mới. Nhưng để làm gì chứ? Bạn sống sót như thế nào đây? Thế nào là một cuộc sống kết nối thực sự? Dĩ nhiên trong chúng ta có những người đã thành công dựa trên tiền bạc hay chức vụ. Có những người lại khoe khoang danh tiếng hay kiến thức của mình. Đối với những người khác, thành công là những bữa tiệc trên tuyệt vời do họ tổ chức hay những kết nối khác đáng khao khát mà họ vừa thiết lập được. Nhưng thành công dựa theo định nghĩa này nghe vẫn hời hợt lắm. Thay vì sống chung quanh gia đình hạnh phúc và bạn bè thân thiết, chẳng lẽ bạn chỉ có đồng nghiệp với khách hàng? Sớm hay muộn những hình thức này hay khác, chúng ta cũng sẽ tự hỏi mình những câu này. Ngoài ra, chúng ta còn nhìn lại cuộc sống của mình và tự hỏi đâu là những di sản để lại cho đời sau. Mình đã làm được việc gì có ý nghĩa? Nếu bạn muốn người ta nhớ đến mình như một người kết nối, thì bạn phải đóng góp cho bạn bè, gia đình, cho công ty, cho cộng đồng và quan trọng hơn hết cho thế giới. Bằng cách tận dụng những kết nối và tài năng mà bạn có, bạn không thể hình dung có những sự kiện bình thường nhưng là bạn phải nhìn lại mình và tự hỏi và tự định hướng tương lai của mình là gì và vì đánh giá những yếu tố nào là quan trọng nhất. Tôi còn nhớ khi mình là một anh thanh niên, tôi mơ ước được có một chiếc áo sơ mi Brook Brothers của riêng mình. Trong suốt thời thơ ấu của mình, tôi toàn phải mặc những chiếc áo được thừa hưởng từ người khác hoặc là từ những đám trẻ con của khách hàng tại tiệm giặt của mẹ tôi hoặc mua từ những cửa hàng đồ cũ. Tôi luôn nghĩ đến một ngày tôi có thể đường hoàng đi vào tiệm mua một chiếc áo sơ mi Brook Brothers mới tinh. Đó sẽ là một ngày trọng đại của tôi. Và rồi ngày đó cũng đến. Tôi đã khoảng hơn 20 và đầy tự hào dùng tiền của mình mua một chiếc áo sơ mi Brook Brothers đẹp nhất, đắt nhất. Ngày hôm nay tôi mặc chiếc áo đi làm như thể nó là một chiếc áo choàng đính đá quý hiếm từ thời nữ hoàng Victoria. Sau đó tôi phải đem nó đi giặt. Tôi còn nhớ lúc lấy áo ra khỏi máy giặt thì trời ơi, chiếc áo đã mất 2 cái nút rồi. Tôi không nói đùa đâu, tôi tự hỏi mình, đây là những gì mong đợi cả cuộc đời sao? Rabbit Harold Kastner, một diễn giả và tác giả nổi tiếng, đã từng viết rằng tâm hồn chúng ta khao khát danh vọng, của cải, quyền lực. Nhưng thứ đó mang đến cùng với nó rất nhiều vấn đề. Tâm hồn chúng ta khao khát ý nghĩa, cảm giác chúng ta tìm ra cách sống cùng cuộc đời có ý nghĩa để làm thay đổi thế giới theo cách hướng tốt đẹp hơn mỗi khi chúng ta đi qua. Thật tình thì tôi có làm mất thêm mấy cái nút tương tự nữa khi tôi thật sự đặt câu hỏi, thì tôi mới thực sự đặt câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống, rằng tâm hồn tôi đang khao khát điều gì. Thời điểm này cuối cùng cũng đến với tôi trong giai đoạn mà tôi gọi là cách mạng cá nhân. Cách mạng đôi khi khởi đầu lại là nơi không ngờ đến, những người anh hùng không chờ đợi. Bạn có thể tưởng tượng được rằng một ông già Ấn Độ nhỏ bé, giọng nói khó nghe, lại có khả năng thách đố tôi về ý nghĩa cuộc sống và làm thế nào tôi sẽ đạt được chúng. Bạn có thể tưởng tượng là khi tôi không làm gì cả mà câm lặng suốt 10 ngày, thay vì làm mọi thứ cùng lúc, tôi đã làm thay đổi cuộc đời mình.
tia lửa cách mạng đầu tiên xảy ra cho tôi tại Thụy Sĩ khi tôi không tham dự diễn đàn kinh tế thế giới, tham gia một cuộc nói chuyện được nhiều người đăng ký có tựa đề là đơn giản là hạnh phúc. Ra vòng đề nghị những người giàu có và có thế lực trên thế giới, dấu hiệu rõ ràng cho tôi cho thấy ngoài kia còn nhiều người cũng đã trải nghiệm qua cảm giác mất đi chiếc nút như tôi. Chúng tôi tụ tập lại để nghe một bài diễn thuyết của một người đàn ông thấp người mập mạp nhưng thể hiện sự hạnh phúc. Thật sự tên là Jun Kang. Ông kể về quá trình tìm thấy sức khỏe và hạnh phúc bằng phương pháp thiền theo kiểu truyền thống Vipassana. Quên ca chậm chạp thì về bục phát biểu và từ đó thu hút sự chú ý của khán giả trong 1 giờ. Theo từng lời nói của ông, chúng tôi bị cuốn vào một thế giới khác, bị buộc phải đối mặt với cảm giác thiếu thốn, căng thẳng, mất cân bằng vốn quen thuộc trong đời sống thành công của mình. Không một lời nào nhắc đến kinh doanh, ông không nhắc đến cân đối kế toán hay những mối liên hệ quyền lực. Hạnh phúc, theo lời ông, không liên quan gì đến số tiền chúng ta kiếm được hay cách chúng ta kiếm tiền. Trên thế giới này có một nơi để tìm sự bình yên, sự hòa hợp thực sự, đó chính là bên trong tâm hồn chúng ta, Wen Ka nói. Rất nhiều người trong số chúng ta đã hiểu rõ thế giới kinh doanh, nhưng đúng là chúng ta chưa hiểu rõ tâm hồn và trí óc của mình. Ông nói tiếp rằng có một cách để đặt những câu hỏi cần thiết để trở thành người chủ óc mình. Vipassana, ông nói, là một phương pháp thiền giúp chúng ta nhận biết sự vật theo đúng bản chất của nó. Đây là phương pháp tìm bình yên tâm hồn, đánh đuổi sợ hãi ra khỏi con tim, giúp chúng ta thêm can đảm để mình thực sự là mình. Jen Kha mô tả khóa học kéo dài 10 ngày, trong đó mọi người phải ngồi hàng giờ trong im lặng, không nhìn, không biết, không giao tiếp với bất cứ ai ngoại trừ người hướng dẫn vào cuối ngày. Tất cả tùy thuộc vào bản thân, chúng ta phải tìm từ bên trong tâm hồn mình để làm cách nào để cuộc đời ý nghĩa và hạnh phúc. Chúng ta phải đặt những câu hỏi cần thiết và dành thời gian để tìm kiếm và lắng nghe. Mặc dù tôi không biết trong số khán giả hôm đó có bao nhiêu người thật sự muốn học Vipassana, nhưng tôi biết Wen Ka đã chạm đến đáy lòng của chúng tôi. Ông làm chúng tôi cảm thấy ít nhất là ngay lúc đó rằng chúng tôi có khả năng điều khiển cuộc đời mình, rằng cuộc đời chúng tôi có thể làm thay đổi thế giới, rằng chúng tôi có thể học cách hạnh phúc nếu chúng tôi biết dành thời gian lắng nghe tiếng nói tâm hồn mình. Tôi cảm thấy bị kích động và lâng lâng, nhưng tôi không chắc mình có bao giờ tham gia học tại Vipassana. 10 ngày liền không điện thoại, không ăn chia với mọi người, không nói chuyện 10 ngày, không bao giờ, tôi không đào đâu ra thời gian. Rồi bỗng dưng có nhiều thời gian đến mức không biết làm gì. Sau khi tôi rời Starwood, thêm mấy chiếc nút áo rơi mất và tôi cần được sáng tỏ và hạnh phúc. Cho đến tận lúc đó, tôi cứ nghĩ mình không có thời gian, không đủ can đảm để dành 10 ngày tự soi xét mình. Nhưng sau cùng tôi đã tham gia khóa học Vipassana, học được cách lời đầu tiên trong đời giảm tốc độ lại và thực sự lắng nghe. Trong quá trình học, tôi đã loại bỏ được nhiều, mặc dù chưa phải là toàn bộ, nhưng suy nghĩ rằng tôi phải hay nên làm cái này, làm cái kia. Nếu bạn quyết tâm đi tìm niềm đam mê của mình, ngọn lửa xanh đam mê, bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Câu trả lời mà tôi thấy sau những giờ thiền định đã giúp tôi đánh giá lại ước muốn theo nguyện vọng, tiền bạc và chuyển sang một yếu tố khác mà tôi biết rằng quan trọng hơn nhiều, đó là mối quan hệ. Vipassana dĩ nhiên không phải là phương pháp duy nhất để làm sáng tỏ cuộc đời bạn, nhưng chúng ta ít khi dành thời gian và không gian cần thiết để hiểu rõ hơn con người mình và ước muốn của cuộc đời mình. Tại sao tôi và nhiều người khác cũng thông minh và tài giỏi không kém cạnh gì lại để cuộc đời mình đi vào những bế tắc như thế? Đó là vì chúng ta quên đặt cho mình những câu hỏi quan trọng. Nguồn đam mê của bạn là gì? Những điều gì làm bạn hạnh phúc? Bạn có thể làm gì để tạo ra sự khác biệt? Khi tôi kết thúc khóa học thiền và quay trở về đời sống thường nhật, tôi thấy mình giống như một cậu bé lạc vào cửa hàng bánh kẹo. Tôi có rất nhiều người mà tôi muốn gặp, có rất nhiều người tôi muốn giúp đỡ, theo đuổi thành công có thể là một quá trình thú vị để hân hoan nếu bạn biết mục đích, ý nghĩa của nó. Chúng ta được dạy rằng cuộc đời là quá trình chinh chiến, là một hành trình kết thúc bằng tình yêu, ý nghĩa.
và một tài khoản kha khá giúp ta sống sung túc những năm cuối đời. Thực tế, cuộc đời không có kết thúc, không có điểm cuối, cuộc chinh chiến không lúc nào dừng, không có một chiếc danh nào hay một chiếc áo blue blazer nào hay số tiền nào có thể đạt được gọi là đích đến. Cũng vì vậy mà nhiều khi bạn đạt được mục đích nhưng bạn lại buồn, nhưng lại nhiều hơn thất bại. Một cuộc đời nhiều kết nối giúp bạn có cách nhìn khác. Cuộc sống không phải là một cuộc chinh chiến mà là một cái chân ghép mảnh thật to. Chúng ta tìm thấy ý nghĩa, thấy tình yêu, sự thịnh vượng khi chúng ta chung tay thắt chặt những nỗ lực táo bạo của mình để giúp mọi người tìm thấy con đường cho cuộc đời họ. Mối quan hệ chúng ta thiết lập giống như một hình mẫu phức tạp và liên tục. Trong bộ phim How to Make an America Great có một câu nói rất dễ thương, có thể tóm gọn triết lý này: những người trẻ yêu nhau tìm sự hoàn hảo, những người già yêu nhau khâu chỉ cùng nhau và tìm thấy nét đẹp trong những mô hình họ ghép nên. Bạn sẽ để lại gì với những chiếc chân ghép mảnh của mình? Người ta sẽ nhớ gì về bạn? Những câu hỏi này có thể được xem là thước đo dành cho những ai muốn tạo sự khác biệt. Sống không chỉ là sống, chẳng có gì sai trái. Nếu bạn muốn là người giỏi nhất trên thế giới, miễn là bạn phải nhớ rằng bạn cũng cần đóng góp nhiều nhất cho thế giới. Nên nhớ rằng tình yêu, kiến thức, sự hỗ trợ chứ không phải là những tài khoản ngân hàng bạn sẽ teo tóp lại nếu bạn sử dụng quá mức. Sáng tạo, tiền bạc, đem lại tiền bạc, kiến thức, tích góp kiến thức và bạn bè, giới thiệu bạn bè. Và quan trọng hơn, cho là đền đáp quy luật tự nhiên về sự nhân rộng chưa bao giờ thể hiện rõ ràng hơn lúc này trong thời đại kết nối, khi thế giới vận hành càng ngày càng tuân thủ những nguyên tắc mạng lưới. Vị trí xã hội hiện nay của bạn, kiến thức hiện nay của bạn, tất cả đều là kết quả của những ý tưởng, những kinh nghiệm, những con người bạn đã tiếp xúc trong cuộc đời, có thể trực tiếp, có thể thông qua sách vở, âm nhạc, email hay có thể tới những nền văn hóa khác. Bạn không thể nào ngồi đây ghi sổ khi mọi thứ được nhân rộng với tốc độ quá chóng mặt. Bạn hãy quyết định rằng từ ngày hôm nay trở đi, bạn sẽ không thực hiện những nối kết để tích góp kiến thức, kinh nghiệm, mối quan hệ giúp bạn tiến gần hơn với mục đích của mình. Nhưng trước hết, hãy thành thật với bản thân. Bạn sẽ dành bao nhiêu thời gian để làm quen và cho đi trước khi nhận lại? Có bao nhiêu người giúp đỡ? Có bao nhiêu người đỡ đầu? Bạn đã đỡ đầu được cho bao nhiêu người? Bạn thích làm những gì? Bạn muốn mục đích của cuộc đời mình là gì? Bạn thấy bạn muốn mời ai tham gia vào mạng lưới của mình? Theo kinh nghiệm của bản thân tôi có thể nói rằng câu trả lời sẽ làm bạn rất ngạc nhiên đấy. Nhưng điều quan trọng có thể không dính dáng gì đến công việc, công ty hay một công nghệ mới nào cả. Điều quan trọng chính là con người. Tất cả hoàn toàn thì tùy thuộc vào chúng ta cùng chung sức với những người chúng ta yêu quý để xây dựng một thế giới đúng như ý mình. Nhà nhân loại học Margaret Mead đã từng phát biểu: đừng nghi ngờ khả năng thay đổi thế giới của một nhóm người có suy nghĩ, có quyết tâm. Thực tế, họ là người duy nhất để có thể thay đổi thế giới. Tôi hy vọng bạn đã có đủ những công cụ để biến điều này thành hiện thực. Nhưng bạn không thể làm được, làm một mình được. Chúng ta đang sống chung một thế giới. Hãy để mạng lưới của bạn đóng góp phần của họ.